Em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em nha. Video này em tiếp tục cập nhật về cái dự án là Cát Sa. Đó là chúng ta đào cái đồng cát anh chị. Đây là một cái dự án meme con mà nó rất là tiềm năng. Cái thứ nhất á, là cái lượt đào tăng lên hàng ngày. Cái thứ hai nữa nó là một cái đồng meme con. Và cái thứ ba nữa có NFT là hình con mèo anh chị. Ha, rất là ngon. Rồi bây giờ á, cái kèo này vẫn còn đào được nha, nên anh chị nào chưa đăng ký thì tranh thủ hen, chúng ta đừng có bỏ qua cái kèo này anh chị. Nó mà lít được các sàn lớn như Binance á là nó bay còn hơn là Shiba hay là Dot nữa nha. Rồi bây giờ á, chúng ta sẽ vào trong cái CH Play á. Anh chị nào chưa đăng ký á thì chúng ta xem cái video hướng dẫn em để dưới phần mô tả nha. Còn anh chị nào đăng ký rồi đang đào thì kiên trì nha anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái CH Play nè. Anh chị gõ cho em cái chữ là Cát-sa. Ở đây nếu mà có cái chữ cập nhật thì chúng ta cập nhật. Còn nếu như nó có cái chữ mở như em thì chúng ta cứ nhấp vào cái chữ mở nha. Nó sẽ như thế này. Ngày hôm qua em nhớ không lầm á, là ngày hôm qua sau khi cập nhật cái phiên bản mới lên á, thì cái ứng dụng này nó rất là hay. Cái thứ nhất á, là nó cập nhật thêm nhiều tính năng, chẳng hạn như là thẻ NFT, rồi không có bị lắc, và thêm đó là ví, và có trong đó một số cái đồng tóc cành đó. Rồi tiếp theo á, bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì anh chị? Bây giờ á, anh chị sẽ vào cái chỗ là Messenger nè, phía dưới nè, phía bên trái cái chữ profile á, chúng ta nhấp vào đó. Ngày hôm nay họ có hai cái phần thông báo. Một cái thông báo vào lúc là ở đây là 9 giờ 11 phút và một cái thông báo là vào lúc 14 giờ 13. Em xin phép đi vào hai cái này cũng như phân tích cho anh chị biết là cái cập nhật như thế nào và cái cơ hội của chúng ta ở tương lai như thế nào ha. Để chúng ta đánh giá xem cái dự án này. Rồi anh chị nhấp vào là Moncat Wheel of Fun for Exchange. Tức là sao, ở đây nó nói về cái NFT của cái hình con mèo đó anh chị. Năm nay là như vậy. Đó thì cái phần này chúng ta có thể dịch sang Google Chrome. Chúng ta có thể dịch sang cái... đây. Chọn tất cả nè. Chúng ta sang cái Google dịch đó anh chị. Những cái thẻ NFT này em thấy khá là ngon anh chị. Cái thị trường NFT hiện tại là nó đang phát triển rất là mạnh luôn. Sinh sôi nảy nở rất là nhanh. Nên cũng là một cái để anh chị chúng ta có thể mua cái bức tranh ảnh đó để chúng ta bán ha. Nó rất là hiếm. Rồi em xin phép dịch một số cái thông tin cơ bản ha. Người dùng thân mến nè, tin vui với sự nỗ lực của toàn thể nhân viên chính thức, lô đầu tiên của bộ sưu tập NFT hình đại diện con mèo mặt trăng được phát hành bởi phiên bản toàn cầu của dự án là Cát-sa được đông đảo người dùng trên toàn cầu mong đợi. Hãy đếm ngược ngày mở bán và sẽ chính thức được mở cửa trao đổi miễn phí cho tất cả các thành viên trong thời gian sớm nhất. Giờ mở cửa chính thức và điều kiện trao đổi được thông báo như sau. Anh chị xem ha. Thông tin cơ bản của bộ sưu tập: tên, hình đại diện mèo mặt trăng, xuất bản là cái dự án Cát-sa, lưu hành là 5.000. 5.000 này tổng cộng là có 5.000 cái bức tranh NFT của con mèo nha. Nó chạy trên cái chuỗi khối là đa giác hay còn gọi là polygon. Thời gian đổi hợp mù NFT chính thức mở vào lúc 12 giờ ngày 25 tháng 11 là chúng ta còn khoảng 31 đến 32 ngày nữa anh chị nha. Rồi ở đây trao đổi bằng cấp, thành viên có hơn 20 người bạn trong nhóm trực tuyến trong tài khoản Cát-sa của họ. Điều kiện trao đổi tiêu thụ là anh chị phải có là ít nhất là 200.000 cái đồng cát này để chúng ta hoán đổi mua một cái NFT. Và cái giá này nó có thể là tăng hoặc là giảm tùy theo cái nhu cầu của mỗi người nha. Tức là tùy theo cái nhu cầu lúc đó đó. Rồi dưới đây là về Moncat, là họ có giới thiệu những cái thông tin liên quan, anh chị có thể đọc thêm anh chị ạ. Bây giờ chúng ta trở về cái app nè. Cái NFT nó nằm là cái NFT Box anh chị, phía bên phải cái home. Để em nói sơ qua cho anh chị xem. Đây là tổng thể những cái bức tranh NFT mà cho chúng ta thấy, họ đưa ra một số bức tranh thôi cho chúng ta xem. Như em nói đó, NFT thường thường mà nó có giá cao là như con khỉ, rồi con khỉ nè, con rùa hay là con khủng long hay là con mèo kiểu như vậy ha. Và anh chị thấy những bức tranh này nè, anh chị lưu ý nha, mỗi bức tranh NFT là nó sẽ có một cái mã con trách riêng, nó như một cái đồng tóc cạnh vậy đó. Ở đây anh chị lưu ý nè, đây đó là những cái bức tranh là cái giá từ 3.000 đến 10.000 đô, anh chị thấy không ạ? Đây là cái này là dạng top bức tranh mắc nhất. Để sở hữu được nó là anh chị phải có ít nhất là 200.000 cái đồng cát. Thì những anh chị nào mà đào solo với em bây giờ á, mà tới khoảng khi mở cái này thì chắc ăn là anh chị sẽ hơn 200.000. Em chắc ăn luôn là chúng ta được hơn 200.000. Thì chúng ta có thể là mua một trong những bức tranh này đó, để chúng ta sau này chúng ta bán. Cái bức tranh này nó cũng vẫn là lên anh chị ha. Sau này là cái nó hiếm á, là cái giá nó sẽ lên cao.
Bây giờ em lấy ví dụ bức tranh là 3.000 đến 10.000 đi, chúng ta nhấp vào. Thì ở đây họ có thông tin cơ bản về cái bức tranh này. Và đặc biệt là ở đây họ có anh chị cái con trách nè, cái địa chỉ nè, cái số ký hiệu nè, chứ không phải là đơn giản mà ấy đâu. Nên là anh chị yên tâm, anh chị yên tâm cái việc mà chúng ta sợ bị này kia NFT là không có ai mà hack hay này kia được đâu. Rồi thì chúng ta kéo xuống á, chúng ta sẽ có thêm được những cái bức tranh khác tùy theo cái số lượng chúng ta có bao nhiêu cái đồng cát. Cái này là như là 500 nè, cái này là có 50 nè, rồi cái này là có nhiêu ạ, có 5 cái đồng cát. Thì đó cũng tương ứng với đó là cái giá nó sẽ rẻ ha. Những cái bức tranh NFT nó khá là đẹp anh chị. Em thấy là cái top trên đây là nó đẹp nhất nè, nhưng mà mắc. Rồi đây là một cái thông tin vui cho anh chị ha. Đó, chúng ta gán cày chúng ta được thời á, sau này chúng ta bán một bức tranh là chúng ta giàu luôn anh chị. Tiếp tục mình trở về cái Messenger. Cái thông báo thứ hai là thông báo vào lúc 9 giờ này chúng ta nhấp vào đây. Thì cái này là cái vấn đề mà chúng ta có thể là được mua sớm. Được mua sớm. Tức là chúng ta họ sẽ mua sớm á, chúng ta được quyền bán sớm cái đồng cát này. Đợt rồi em có ra một cái video là họ chi 1 triệu USD để mua lại những cái đồng cát đã được đào hang để thúc đẩy phát triển cộng đồng. Bây giờ á, em sẽ sao chép nó luôn. Chọn tất cả luôn. Em sẽ về bên cái Google dịch. Cái này là tin rất vui cho những anh chị nè. Người dùng thân mến, kể từ khi ra mắt hoạt động cát mua lại tiền mặt trên nền tảng, các thành viên toàn cầu đã rất nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động và tích cực mời bạn bè. Số lượng thành viên tích cực tiếp tục bùng nổ. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ. Ở đây có một cái thông báo này chị, để cung cấp cho nhiều thành viên hơn với lợi ích mua lại bằng tiền mặt. Nhóm chính thức đã quyết định điều chỉnh ngưỡng tham gia vào hoạt động mua lại ý nghĩa này. Giảm tiêu chuẩn từ yêu cầu ban đầu là mời hơn 20 người bạn bè xuống còn hơn 10 người, tức là sao? Lúc trước họ yêu cầu để bán trước được cái đồng cát đào được là anh chị phải mời giới thiệu được ít nhất là 20 người trở lên. Nhưng để thu hút cái cộng đồng nhiều hơn nữa, cũng như tăng phát triển cộng đồng, cũng như là đôi bên cùng có lợi, thì họ giảm là anh chị chỉ cần mời được từ 10 người trở lên thôi. Là chúng ta có thể là đủ điều kiện để chúng ta tham gia, và 10 người này là phải hoạt động trực tuyến nha. Công thức tính toán cuối cùng của số lượng cát mà mỗi thành viên có thể mua lại và số lượng USDT tương ứng như sau. Anh chị lưu ý cái bước này nè. Số cát có thể mua lại bằng cái tổng số cát có trong tài khoản của anh chị nhân cho 100 triệu ha. Chia lại cho tổng số cát có trong tất cả các tài khoản thành viên đủ điều kiện để mua lại. Anh chị rõ không ạ? Tức là đầu tiên á, bây giờ như thế này, em sẽ lấy ví dụ. Em đào là bây giờ 5 triệu đi ha, 5 triệu. Em đào được 5 triệu đúng không ạ? Em nhân cho 100 triệu. Rồi. Sau đó em sẽ chia lại cho tổng số tất cả những cái đồng cát của tất cả những cái tài khoản mà đã đủ điều kiện cái này. Đó thì chia lại cái số này thì đây là một cái số chưa có biết được anh chị. Tới cái giai đoạn đó thì họ mới công bố mình mới biết được. Ví dụ như tổng số của tất cả cái tài khoản hiện được là như là em nói ví dụ như là 6 tỷ đi, ví dụ như vậy. Thì chúng ta chia ra. Em lấy ví dụ ha, mình chia cho 6 tỷ nè. Là như em được 83.333 thì số mà em bán được á, là chỉ được có 83.333, em nhân cho cái giá của họ quy định nè, ở đây có nè. Số USDT bạn có thể nhận được bằng số cát có thể mua lại nhân cho 0.01. Đó, tức là cái số cát này em chia ra, em sẽ nhân cho 0.01. Đó, là được 833. Cái này là cái demo nha, nó kiểu như vậy thôi, chứ còn được hay không á, thì em không có biết. Tùy theo, họ sẽ chia theo cái cấp bậc nữa anh chị. Nó cũng không có gọi là nó đơn giản đâu. Rồi, cơ bản là cái thông tin như vậy thôi. Nên là anh chị á, chúng ta kiên trì, đừng có bỏ qua cơ hội này. Họ đã chi 1 triệu USD họ mua lại rồi vào tháng 11, tháng 12 này. Đó thì thời gian tới nữa họ sẽ ra NFT nè. Và họ có thể là ra sàn luôn. Và thậm chí là họ có thể list trên những sàn lớn như em nói Binance đó. Hay là bên cái sàn Huobi là nó sẽ bay. Đó. Nên là chúng ta cố gắng nha anh chị nha, kiên trì nha. Rồi anh chị mời bạn bè người thân thì chúng ta nhấp một cái chữ là có một cái chữ mời
anh chị nhấp vào cái profile nè, có cái chữ invite nè đó, chúng ta chia sẻ cái link ha, nhấp vào invite now, rồi chúng ta copy link, chúng ta chia sẻ cho bạn bè người thân của mình. Đào, rồi em xin phép đi cho anh chị xem cái đồng SIPA cũng như cái đồng DOT này ha, đỉnh điểm của nó là bao nhiêu khi nó list được cái sàn lớn. Và cái sàn em lấy là cái sàn Binance ha. Ở đây mình sẽ gõ cái chữ là DOT trước. Em sẽ lấy với cái cặp BUSD ha. Đỉnh điểm của cái đồng DOT này á, đồng DOT này á là nó 0.7 anh chị ha. Có rất nhiều người trở thành tỷ phú sau vài đêm thôi. Rồi cái thứ hai nữa là cái đồng SIPA. Đây cũng là những cái đồng meme con anh chị. Em cũng sẽ lấy với cái cặp là BUSD. Đỉnh điểm của cái đồng SIPA này nó là 0.1234872. Đó, rất là ngon. Và cái đồng meme con là cái đồng cát này nó tăng tiến hơn cái chỗ là nó có NFT. Anh chị nha. Họ vừa cập nhật cái ví nè, anh chị nhấp vào cái profile nè. Ở đây có cái quái lọt chúng ta nhấp vào. Thì có nạp có gửi luôn. Ở đây có 4 cái đồng USDT, đồng CAD, đồng BTC và cái đồng ETH anh chị nha. Đó. Họ có hiển thị. Cái giá này là hiển thị so với là 0.01 nha, hiện tại. Tương lai thì nó có thể tăng hoặc là nó có thể giảm anh chị. Rồi em muốn cập nhật như vậy thôi. Anh chị nào chưa đào thì đào, còn anh chị nào đào rồi thì kiên trì ha. Gán kiên trì chúng ta đào được khoảng đâu đó là hay hơn 200 ngàn á. Anh chị sẽ mua cái này. Chúng ta mua cái này. Em nghĩ là cái phần mua này chúng ta không được chọn đâu. Ví dụ như họ có, anh chị bỏ ra 200 ngàn cái đồng cát này thì chúng ta sẽ được nhận ngẫu nhiên những cái NFT là có thể là từ 100 đến 300, rồi từ 300 đến 1 ngàn, rồi cao nhất là từ 3 ngàn tới 10 ngàn. Có nghĩa là chúng ta tùy theo cái độ may mắn nhân phẩm á. Nhưng mà chắc ăn á, khi mình tham gia là mình sẽ mất 200 ngàn cái đồng cát. Còn chúng ta nhận lại được cái vật phẩm NFT nào là chúng ta tùy vào may mắn cái độ nhân phẩm của mình. Ở dưới này cũng vậy nè, kiểu như nó sổ ngẫu nhiên anh chị nha. Nên là anh chị nào mà đào solo hoặc là chúng ta giới thiệu được thêm bạn bè, chúng ta đào càng nhiều thì cái lợi thế của anh chị sau này chúng ta mua NFT này nó rất là thịnh anh chị. Tương lai nó cạnh tranh rất là khốc liệt với những cái độc tốt cành đấy. Rồi em xin phép dừng cái video nha mọi người.